Siêu ơi, tại sao niềng răng lại cần có dây cung thế ạ? À? Dây cung niềng răng là gì? Tầm quan trọng của dây cung trong các giai đoạn niềng răng như thế nào? Chào các bạn, tôi là bác sĩ Phạm Dung, bác sĩ chỉnh nha tại hệ thống nha khoa Lạc Việt Intech. Dây cung hay còn gọi là dây đai là một phần quan trọng của quá trình niềng răng, được dùng để giữ cho răng trong vị trí mới và định hình lại hàm của bệnh nhân. Cụ thể ra sao và vai trò không thể thiếu của dây cung khi chỉnh nha như thế nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Như chúng ta đã biết, niềng răng là một phương pháp hiệu quả để cải thiện hàm răng. Hiện nay có hai phương pháp niềng răng chính là niềng răng mắc cài và niềng răng không mắc cài. Dây cung là một khí cụ quan trọng trong phương pháp niềng răng mắc cài. Dây cung được làm từ chất liệu cao cấp, được gắn cố định trên rãnh mắc cài đặt trên thân răng và bác sĩ sẽ tác động liên tục lực kéo lên dây cung nhằm điều chỉnh răng tới vị trí mong muốn. Để giảm thiểu cảm giác khó chịu và tổn thương cho vùng mô mềm xung quanh, dây cung sẽ được cắt vừa với chiều dài khuôn hàm của người đeo. Cụ thể thì dây cung sẽ được gắn vào các mắc cài trên răng và tạo lực kéo giữa các răng, dẫn đến sự dịch chuyển của chúng. Ngoài ra thì dây cung còn được sử dụng để duy trì vị trí mới của răng sau khi điều chỉnh. Sau khi mắc cài được tháo ra thì dây cung tiếp tục được sử dụng trong các giai đoạn duy trì để đảm bảo rằng răng không dịch chuyển trở lại vị trí cũ. Tuy nhiên, việc sử dụng dây cung yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm của bác sĩ nha khoa để định hình hàm một cách chính xác và tối ưu nhất. Nếu sử dụng dây cung không đúng cách, điều trị có thể kéo dài thêm hoặc gây ra những vấn đề khác. Do đó, việc chọn bác sĩ nha khoa có kinh nghiệm và sử dụng trang thiết bị hiện đại là rất quan trọng trong quá trình niềng răng. Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao tại nha khoa Lạc Việt Intech, cộng thêm với công nghệ hiện đại nhất hiện nay như công nghệ X-Matrix, Autoline, chắc chắn sẽ đáp ứng các yêu cầu tỉ mỉ nhất khi đi dây cung, giúp các bạn có được kết quả niềng răng tốt nhất. Hiện tại, trên thị trường có rất nhiều loại dây cung như dây cung chỉnh nha hợp kim kim loại quý, dây stainless steel hay còn gọi là thép không gỉ, dây coban chrome. Các loại dây cung thông dụng nhất hiện nay là dây nitride, dây thép không gỉ và dây TMA. Dây cung niềng răng là loại khí cụ chỉnh nha quan trọng để điều chỉnh răng sâu lệch và khớp khểnh về lại đúng vị trí trên cung hàm. Các giai đoạn niềng răng sử dụng các loại dây cung khác nhau. Giai đoạn dàn đều răng thì sử dụng dây cung nitride có độ cứng thấp và độ đàn hồi cao. Kích thước dây cung là 0.14 và 0.16. Giai đoạn đóng khoảng sử dụng dây cung stainless steel để đảm bảo độ chắc chắn khi đóng khoảng. Kích thước dây cung sẽ là 0.17 x 0.25 và 0.19 x 0.25. Giai đoạn chỉnh khớp cắn và duy trì sử dụng dây cung nitride 0.19 x 0.25 để điều chỉnh và duy trì cho khớp cắn ổn định. Thời gian điều trị ở giai đoạn này mất khoảng thời gian từ 2 đến 8 tuần. Tổng kết lại video ngày hôm nay, tôi muốn giải đáp cho các bạn thấy dây cung đóng vai trò quan trọng trong quá trình niềng răng bằng cách giữ cho răng ở vị trí mới và định hình lại hàm của bệnh nhân. Dây cung được gắn vào các mắc cài trên răng, tạo ra lực kéo giữa các răng, dẫn đến sự dịch chuyển của chúng. Bên cạnh đó là các loại dây cung hiện có trên thị trường và vai trò của dây cung trong từng loại giai đoạn niềng răng. Hy vọng qua video này, các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích cần giải đáp. Nếu có nhu cầu niềng răng, hãy liên hệ ngay với nha khoa Lạc Việt Intech để được tư vấn miễn phí về các vấn đề về răng miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.